Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Ánh đuốc trong đêm lạc lối. Mẹ, mẹ là lon mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buông câu, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời, vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Đóa hoa màu hồng vừa cài lên cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Ánh đuốc trong đêm lạc lối. Mẹ, mẹ là lon mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối vốn liếng yêu thương cho cuộc đời, vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có cài lên áo
xin anh thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng. Thank you.
Thì tự chúng con dốc tâm đảnh lễ Nam Mô Phật Pháp Tăng Tâm Bảo. Đệ tử chúng con nhất tâm rằng để Nam Mô Phật Pháp Tăng Tâm Bảo. Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Một Kiền Viên Bồ Tát. Hướng bái bạch chư tôn thượng tọa chứng minh. Hướng bái bạch chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử trong đạo tràng. Hôm nay trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, cũng là mùa xuân của Phật giáo, mùa chư tôn đức được tăng quan hạ lạc và cũng là mùa xá tội công nhân. Hòa trong niềm vui chung của những người con Phật đối trước pháp thể chư tôn đức, chúng con đầu thành vảnh lễ xin cách bạch. Chư tôn thiền đức và toàn thể Phật tử trong đạo tràng, để tỏ lòng đền đáp tứ trọng ân, hôm nay trước Phật đài trang nghiêm thanh tịnh, nhân mùa Vu Lan thắng hội, đệ tử chúng con nguyện kề vai sát cánh, chung lòng tác phước thiện duyên, đốt nén tâm hương, sắm xanh lễ mọn kính dâng lên pháp y là món pháp khí, để quý ngài làm hành trang trên bước đường hoàng pháp lợi sanh, xiển dương chánh pháp, cứu khổ ban vui cho nhân loại. Chúng con chỉ xin được noi gương theo hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, nguyện cầu cho cửu huyền thất tổ và tất cả chúng sinh đang trầm luân trong cảnh giới khổ đau đều được an lạc giải thoát. Đồng cầu nguyện cho phụ mẫu tại tiền, lục thân quyến thuộc tật bệnh được tiêu trừ, đủ đầy ấm no và hạnh phúc. Kính bạch quý thầy, giữa bầu không khí được tình pháp lữ, chúng con xin được thay mặt tất cả đạo tràng đảnh lễ khánh tuế chư tôn thiền đức nhân mùa Vu Lan hiếu hạnh, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý thầy. Được sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, mãi mãi là ngọt nước sáng. Trí tuệ soi sáng cho chúng con trên bước đường tu học và giải thoát. Ngưỡng trên quý thầy, thủy từ chứng minh, nạp thọ cho chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư công đức này
hồi hướng cho gia đình chúng ta mọi người được phước báu trang nghiêm, và cũng đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư vong linh tụ quyền thất tổ nội ngoại của quý Phật tử được an lạc thật thơi, sắp về thế giới an lành. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả. Trên chư tôn đức đã từ bi hứa khả cho rồi, lại ban cho chúng con những lời pháp nhũ thật là quý báu. Chúng con xin y giáo phục hành và đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Và thanh tịnh của đạo tràng, chúng con không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả hết tâm tư đầy xúc động của chúng con khi nghĩ đến thâm ân của thầy. Để thay lời muốn nói cho toàn thể chúng con, xin gửi tặng thầy bài hát Kính Mến Thầy do nhạc sĩ Dương Xuân Dưỡng sáng tác. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn diệt tam tham sân hận, ánh đạo Phật đài trang nghiêm thanh tịnh, nhân vụ mùa Vu Lan tháng Hội,
đệ tử chúng con xin gửi tặng tới đấng sinh thành của mình bài hát Mẹ do ca sĩ Khởi Vi sáng tác. Mẹ là vòng tay ôm bóng con qua những ngày đông, mẹ là dòng sông để con bao mát chưa hè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con chỉ thành cảnh lễ tam bảo vô thượng tôn Phật, vị diệu chánh pháp thánh tướng năng là hướng nguyện hậu ân tam chấp vượt pháp chậm luân biến thành đạo quả. Chúng con nguyện trọn đời vâng lời nước Phật dạy, lánh xa điều ác tu tâm hành hạnh thanh tịnh tâm ý trước bao nền thâm ân hoa độ nam kia lặng sinh thành, sau buôn tội thiên lành giải thoát đời đạt chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dâng hương hoa cúng dường đức Phật ở thương xót luôn đời, dâng hương hoa cúng dường pháp đạo nhiệm hậu cứu khổ, dâng hương hoa cúng dường tăng dưỡng phước công vì bằng hoa tươi đẹp sẽ tàn thân ra hợp sẽ tan nguyện tu mau chứng đạt quả chân thường giải thoát. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Cầu cho pháp giới chúng sanh ăn cùng ta cõi muôn phần phước duyên, mãi tiến hóa trên đường thiện nghiệp, tự hành theo chánh pháp Như Lai tiến hóa độ khắp thiên, từ trần xa vô nhiễm biến hư đoạn trừ. Chúng con thành kính thành lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ngài là Phật, ứng dụng chánh điển chí minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự dưỡng tu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ta thấy có khả năng hướng được người có trí tự mình tu tập và giác ngộ. Chúng con thành kính thành lễ chư hiền thánh tăng đệ tử của Đức Thế Tôn và đoàn thể của những người sống cuộc đời tỉnh thức là Phật thiện hạnh, sự hạnh, chánh hạnh và như pháp hạnh là vô thượng phước thiện ở trên đời. Dương tam Đức Thế Tôn bậc vô thượng năng nhân, từng trải qua vô lượng kiếp tu hành, rồi từ cung trời lâu xuân sang thành ra, từ ngôi vị quốc vương ngồi gốc bồ đề lại phá ma quân một sáng sao mai, vừa học đạo lớn thiên thành rồi đại chuyển pháp luân muôn loài cùng quê hương nhập tâm đạo, vô sinh xe chứng muôn loài cùng quê hương nhập tâm đạo, vô sinh nguyện chứng Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Sa La Mô Tát Sa Ba Ga Ba Tô A Ba A Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Con thành kính đại lễ Đức Thế Tôn Ngài là Phật A La Hán vô thượng chánh đẳng giác. Con quay về nương tựa Đức Phật, con quay về nương tựa chánh pháp, con quay về nương tựa chư tăng. Con thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Ngài là Phật A La Hán vô thượng chánh đẳng giác. Tới văn tại sao coi đến thiên cung sanh giới hữu hình, thiên xưa đã tạo nghiệp thành kết thành thú quả thiện sanh, đến giờ thử khắp chốn đến bờ đồng ruộng hoặc hư không châu quận thì cường non xanh rừng rậm đất bằng, hoặc lời quan cảnh xóm làng gần xa xin đồng tình và xoa chữ chung tàn mát bà long trùng nơi nơi miếu đền thành quách lâu đời sống hồ an đào biển thơ truyền kinh vô thượng. Đây là giờ đồng tụng pháp tâm đời vàng đi nghĩa cao tâm xin chứa
hiện và lắng tâm bồ trì. Đây là giờ thiền tinh vô thường, đây là giờ đồng tụng pháp âm lời mang đi nghĩa cao thâm. Xin chư hiện và lắng tâm bồ ơi kinh Phật ta cao siêu rộng thẳm sâu trăm nghìn muôn kiếp có tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên tu tập Như Lai nghĩa niệm mầu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Phật Đức Ma Vương Yên An Tay Cầm Thi Giới Đủ Loài Cười Cõi Mê Ca La Cùng Vô Số Kinh Ma Vang Dệt Như Sâm Bậc Bồ Đàm Phật Phạm Phật A Vương Phật Hành Thành Bố Thí Do Phật Lượng Vô Biên Tiểu Thành Muôn Phúc Lạc Xa Xa A La Phá Ba Hùng Bảo Ơn A Vương Kiêu Căng Đà Tử Thí Như Lửa Rừng Như Sâm Xét Chân Động Như Xa Luân Bảo Ký Phật Điều Phụ Ngôi Cuồng Bằng Cử Tâm Vô Lượng Do Phật Lượng Vô Biên Tiểu Thành Muôn Phúc Là Thắng Ngũ Lý Ma La Cuồng Tín Và Tin Về Thành Muôn Phúc Là Du Sĩ Sạch Cha Ca Bốn Lời Cầu Kiêu Mà Cường Cao Cờ Chiên Chớp Với Tâm Tư Sĩ Ám Phật Đổ Kẻ Lầm Mê Bằng Hào Quang Trí Tuệ Do Phật Lượng Vô Biên Tiểu Thành Muôn Phúc Là Thành Đô Đa Lanh Đa Tổng Chúa Đại Thần Lượng Đã Có Pháp Lượng Cao Cường Ngạo Quang Sáng Vô Lượng Lòng Kiêu Mạn Và Kiến Tự Tổ Đức Phật Tình Thờ Cảm Hóa Phạm Thiên Bằng Nhất Thiết Dụng Trí Do Phật Lượng Vô Biên Tiểu Thành Muôn Phúc Là Người Hiền Trí Tinh Cần Ngày Đêm Thường Trì Niệm Tam Cảm Thắng Nhiệm Màu Tiêu Trừ Mọi Khổ Chướng Chứng An Lạc Giải Thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng sinh đây có bấy nhiêu lắng tai nghe thấy những điều dạy dặn các ngươi trước lòng trần tục lắm nên đời nay chìm tâm sông mê tối tâm chẳng biết tu chỉ gây nên tội báo lại về mình mang giảm sát sinh có mà giữ trọn an toàn tâm thân muôn phần chết hay mới tầm chắc duyên hay nhờ các bậc thiện nhân cứu cho người được có thân đến đây lại được nhờ ơn pháp màu vậy người hãy hồi đầu quy phật và dốc lòng quy pháp quy tăng quy y rồi tội chướng sạch thân trí tôn sang tỏ tưng bừng khắp nơi chúng sanh được phóng sanh hôm nay quay về nương tựa Đức Phật. Chúng sanh được phóng sanh hôm nay quay về nương tựa chánh Phật. Được phóng sanh hôm nay quay về nương tựa chánh Phật. Chúng sanh được phóng sanh hôm nay quay về nương tựa chư thần. Thành tâm phóng sanh các yêu tình nguyện các loài chúng sanh nghe pháp bỏ tâm quy được phát cõi trầm luân nạc giao vớt tựa lưới thương phát tâm tình thật tin sâu ba ngôi bảo xa lìa chỗ ngu si khởi hiện tâm từ bi biến đi ba đường cổ cõi an vui gặp chánh pháp tu hành sớm giác ngộ giải thoát biệt cho các thí chủ tại anh được tiêu trừ mọi oán kiến dữ sạch bệnh văn được thiên giảm đa biến được an khang lòng tin tam bảo càng sâu tận chú con xin quy nàng hành lễ chư Phật nói pháp thanh định đi điều này hư không hay uống tàn tất cả hòa tay hay làm sạch tất cả hòa tay này
xứng long hay pháp quả tiêu đốt tất cả hòa tai đô sạch tai hòa bày kinh tu hay xuất hiện để tiêu trừ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật con xin quy nàng đảnh lễ sư phật nói và thanh tịnh vi diệu này hư không hay buông cạn tất cả hòa tai hay làm sạch tất sám hối tiền thiên từ tội trưởng quý nghi tam bảo thoát sau đường được cam lộ rưỡi bạc chứ vong linh xưa kia tạo tội gì rửa sạch hoàn kiến tiêu nghiệp trưởng ngày nay nhớ năng lực chư Phật vong linh sẽ được rửa sạch oán thiên tiêu nghiệp chướng nhập tâm thiểu tình ác vàng tên tuổi thơ và khỏi dòng ôm lòng đau khổ nhục nội xa trong sân mắt ngậm chứ bóng linh còn đâu đó hôm nay vu lan thẳng hồi phả độ gia tiến bảo ân bảo hiệu cha mẹ tại gia đình tiện chủ trần ngay phúc thanh nguyện thị ngọc linh ngay trần huyện hải sơn trần nguyện đức anh ở tại số 246 nga 244 trần thân đạo tổ chức lễ cầu siêu dạy oan trận hồn bóng linh trụ huyện thất tổ nội quay vong linh này bà cô tổ trần thi lên hiệu thiên thị vong linh trần hữu thi huyện bóng linh nguyên hữu thiêm vong linh nguyên hữu tức hoàng thị nhất nguyên hữu nghĩa huyện thị minh huyện thị thái vong linh các mẹ đỏ vong linh quan gia trại chủ hữu nhân cô vị hữu vị cố nhân điều được siêu độ chư vong linh sống khôn tháp thiên vong linh về đây sám hội quý nghi tam bảo đoạn thọ huân hoa từng
vong linh trần thì về trần hữu dù vong linh trần thì nhớ trần hữu bên vong linh trần thì bẻ vong linh nguyện thì bên vong linh nguyện thì hại vong linh chắc bé đỏ vong linh quan gia đại chủ nhiều đời nhiều kiếp đến vào vũ lan thẳng hội điều được siêu độ chiêu vong linh sống cùng tháp thiên đệ vong linh về đây sám hội kính nghi tam bảo thuận thọ hướng hoa nghe lời cay thì nhập phật nhất tâm xa bỏ mê lầm sanh về thế giới ngang lành thoát ly đau khổ nhất tâm ma chư vong linh nào chưa từng giật chiếm bao chư vong linh nào còn mơ màng biệt hoa hôm nay Vũ Lan thẳng hội bà độ gia tiến bảo ân bảo hiệu trang mẹ chư vong linh chủ quyền thất tổ thất thể phụ bầu đa sanh phụ bầu lòng thân huyện thuộc quả cổ đám nữ liệt vì chữ vong linh nội ngoại giống ho trần ho nguyện vong linh quán gia trại chủ vong linh các loài cô hồn nguyện ba lần triều tịch phải được chiếu vong chư vong linh đang còn đau khổ trong thế giới ngũ minh thì hãy về đây nghe chánh pháp và hiệp phật tín chủ thành kính phục lòng vong linh cảm thật hương hoa thinh để hương hoa thinh nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn lạnh cao vời là chẳng sao sáng đẹp tuyệt
thầy cha mẹ bậc thầy trước nhất là tiên nhân từ ai trong nhà con nghiêm cung phổ phổ thiết tha mọi lầm lỡ thành tâm sám hối từ tâm bé muôn lần vạn nỗi đến khi con khôn lớn lên người chuyện nghĩa ân tụ tạm với đời việc giúp mẹ cha bố thí cúng dường tu tín giới tam thiện niệm Phật xin minh chứng tâm lòng chân thật sống thiện lương nghi pháp phụng hành bất diệt xót thấy mẹ khổ độ rên xiết trong trí thành kính tình tạm vương tăng nghi vật hương hoa cơm bánh cúng dường tâm thanh tịnh các ngài chú nguyện tuy được tăng vô biên thanh điển mẹ hóa xanh dục giới chư thiên minh muôn sâu kinh sử còn chuyện nhớ mẹ lại xa lời phấn dầu trọn đời chẳng thuyết xa môn vị cô ca ma bà phải địa con nên thành thiên ăn sâu phế phủ quan thầy mẹ tân duyên sẵn đủ căn nhà xưa chọn chỗ nghĩa bạn suốt ba canh sáng rực hào quang tiên sau cõi tới lui hầu hạ tại phạm tiên thì thần cao cả cung nghiệp bên dưỡng thiếu hạnh giảng lời nhân luân nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật đại hiếu mục liền liên tôn giả nam mô đại hiếu mục liền liên tôn giả cầu kính thầy mẹ cha ước mong mở đường ngài đã báo dung tội con bất hiếu muôn phần đầu tơ cho đến thành nhân vẫn còn một đời thần tạo lo con giang dân cao độ vì con chẳng sờn bút nào tả hết yêu thương đời nào nói đủ đoạn trường gian bao cáo xanh cho đến bạc màu vì có đóng xong đường trăm năm chưa đủ đáp ơn sâu dày con từ thơ dài đến nay sẽ ra đôi đạo lầm sai năm điều nhưng mong mình được luôn chiều biết đâu cha mẹ bao nhiêu ưu phiền bao lời răn của tự nghiêm ứng lòng con nghiêng mình kinh lễ sẵn son một niềm cầu cha mẹ chọn phước duyên nghiêng mình kinh lễ vô biên nguyện cầu nguyện đem yêu đạo làm đầu nghiêng mình kinh lễ ân sâu đạm tình kiền liên tôn giả nam mô đại hiếu mục kiền liên tôn giả nam mô đại hiếu mục kiền liên tôn giả nam mô đại hiếu mục kiền liên tôn giả đại hiếu mục kiền liên tôn giả trước đàng tràng hướng tâm nghi một dân tâm thần thân quyền tề quy ngang ngả hướng bay về ngàn chủ tâm linh cõi lòng mang ma đường luân hồi lạc đạp mưa xa lòng nào lòng chẳng thiệp tha cõi dương có thể nữa là cõi âm kia bến mê ào ào gió nghiệp sẽ luân hồi hôn hụt thú minh cầu cho vong linh cửu huyền thất tổ nội ngoại họ trần họ nguyệt cầu cho vong linh cả thái nhi bè đỏ vong linh oan gia đại chủ vong linh mười hai loại cô hồn hồn đấng phát diệt linh linh quê người vong linh đâu kể sang hẹn còn chỉ vinh nhục ai hiền ai ngu lễ vu lan lập đàn cầu siêu giải thoát được tinh đàn giải hạt hướng chi môn nhờ đức phật từ bi giải hoan cứu khổ
cho tất cả chữ vong linh thoát khỏi thế giới siêu hình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Công linh từ nơi chiến trận dân đời mình trả nợ non sông, giữa vòng bom đạn rùng rùng phơi thay trần mạc sát không vẹn toàn hỡi chư vong linh. Mô Phật. Những vong linh mắc vào tạp dịch, bỏ cửa nhà gồng gánh việc quan, nước khe cơm vắt gian nan, giải dầu nghìn dặm nghìn, giải dầu nghìn dặm lầm than đời hỡi chư vong linh. Mô Phật. Bụi chiến trận mạng người cỏ rác, phần đã đành đàn lạc tên rơi, cô hồn hành khất ngược xuôi, sống nhờ hàng xứ chết nhờ trường quan. Nào cô hồn lạc loài nheo nhóc, đang vật vờ đứng khóc đêm mưa, xin thời thành lại là cơ, mà cô hồn biết bao giờ cho tan. Phận má hồng trăm cảnh bình rơi, chính thời đông đúc vui cười, mà khi nhắm mắt không người nhặt xương hỡi chư vong linh. Mô Phật. Vậy hôm nay Vu Lan thắng hội phả độ gia tiên, bảo ân bảo hiểu cha mẹ, tại gia đình thị trụ Trần Phúc Thành, huyện thị Ngọc Linh, ở tại sổ 246A 241 Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, đất nước Việt Nam, thiết lập đàn tràng cầu siêu, giúp cho vong linh cựu quyền thất tổ nội ngoại, vong linh các vị anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ tận vong đồng bào tử nạn, vong linh oan gia trái chủ, và vong linh các loại cô hồn đủ duyên lành được quay về nương tựa Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hỡi chư vong linh. Mô Phật. Những cô hồn không nơi hương khỏi, hồn ngẩn ngơ dòng suối rần sim, biết lấy ai bát nước nén nhăn, cô hồn thất thiểu dọc ngang, nằm oan khôn nhẹ tìm đường siêu sanh. Những vong linh tìm đường phủ quỷ, quên thâm tình nhìn ngủ kém ăn, thác đi không kể chỉ thân, trăm ngàn tiền bạc để phần cho ai, hỡi chư vong linh. Mô Phật. Nơi trưởng khí giải dầu bổng nguyệt, bại tha ma kẻ chọc người ngang, cố hồn nhờ gửi tha phương, giỏ trăng hiu hắt lửa hương lạnh lùng, hỡi chư vong linh. Mô Phật. Vậy hôm nay đủ duyên lành, nhân mùa Vu Lan hiểu hành, phả độ gia tiên, bảo ân bảo hiệu cha mẹ, tại gia đình tiệm chủ Trần Phúc Thành, Nguyễn Thị Ngọc Linh, ở tại số nhà 246A 244 Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, đất nước Việt Nam, tổ chức lễ cầu siêu, thiết lập đàn tràng, giúp cho vong linh được siêu độ, hỡi chư vong linh. Mô Phật. Đây là cơ hội tốt đẹp hiếm có, như người mù được mắt để thấy ánh sáng, như người đói được gặp đồ ăn mỹ vị, như người nghèo được gặp của báu, như người lạc đường được người đưa đường chỉ lối, như người bệnh nặng được gặp thầy gặp thuốc, hỡi chư vong linh. Mô Phật. Vậy chư vong linh về đấy xã hội quy y Tam Bảo, hưởng thọ hơn hoa cúng dường, nhất tâm niệm Phật lên đường siêu sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả. Có những người vào sông ra về, cảnh buồn mây xá kể gió đông, gặp cơn giông tố giữa dòng, đem thân vùi lấp vào lòng tình ngư. Sinh thời loạn lạc, phải lang thang đứt khách quê người, mênh mông góc về trên trời, nằm xương vô chủ biết rơi chỗ nào. Hỡi chư vong linh mô Phật, những vong linh bắt quan tù ngục, gửi mình vào chịu đất một manh, nằm xương chôn đất góc thành, kiếp nào gỡ được ban tình ấy đi. Hỡi kim vong linh mô Phật, chủ duyên lành nhân của Vu Lan Thắng Hội phả độ gia tiên, bảo ơn bảo hiệu cha mẹ tại gia đình thị chủ Trần Phúc Thành, Nguyễn Thị Ngọc Linh ở tại số 246A 244 Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định. Vong linh hãy về đây sám hội quy y, hưởng thọ hương hoa cúng dường. Vong linh phát nguyện không làm các điều ác, thành tựu những hạnh lành, giữ tâm ý thanh tịnh, nguyện đi theo con đường giải thoát và giác ngộ của Đức Thế Tôn bậc A La Hán vô thượng chánh đẳng giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những cô hồn chìm sông lạc suối, những cô hồn sẩy cối xa cây, cô hồn leo diễn đứt dây, cô hồn lũ khuôn lửa lây, kẻ lây lửa thành. Hỡi chư vong linh mô Phật, cô hồn bị sơn tương thủy quậy, cô hồn xa năm soi ngà voi, cô hồn có đẻ không nuôi, cô hồn xa xảy không người khổng thương. Hỡi chư vong linh mô Phật, cô hồn gặp đi đường tai nạn, cầu nại hà kẻ trước người sau, mỗi người một nghiệp khác nhau, hồn siêu bất lạc biết đâu kể nhờ. Ngang bờ dọc bụi, hoặc còn nương ngọn sủi chân mây, hoặc còn điểm cỏ bóng cây, hoặc còn quán nọ cầu này bơ vơ, hoặc còn nương thần từ Phật từ, hoặc còn chờ đầu chợ cuối sông, hoặc còn trong khoảng đồng không, hoặc nơi gò đồng, hoặc vùng lâu tre. Hỡi chư vong linh mô Phật, sống đã chiều một bề thảm thiết, ruột héo khô già rét căm căm, giải dầu trong mấy mươi năm, thở than dưới đất ăn nằm trên xương. Hỡi chư vong linh mô Phật, nghe gà gáy tìm đường lãnh ẩn, tắt mặt trời lẫn thận tìm ra, lôi thôi bồng trẻ giấc già, có linh thiêng hãy đến tại đàn tràng gia đình tín chủ Trần Phúc Thành, Nguyễn Thị Ngọc Linh ở tại số 246A 244 Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, đất nước Việt Nam. Đến đây hưởng thọ hương hoa cúng dường, nhất tâm niệm Phật lên đường siêu sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hỡi chư vong linh và các loài cô hồn mô Phật, nhờ chánh pháp suối nguồn an lạc, giúp vong linh hóa giải oán thù, đắp hòa tứ hải quần chu, não phiền trút sạch quán thù rửa không. Hỡi chư vong linh mô Phật, nhờ Đức Phật từ bi vô lượng, chuyển pháp luân tam giới thập phương, nhờ chánh pháp uy linh giọng mạnh, trong giấc mê khua tịnh chiêm bao, chư vong linh chủ quyền thất tổ họ Trần họ Nguyễn, vong linh các bé cậu, vong linh quan gia tái chủ, vong linh lấy Phật làm lòng,
tự nhiên siêu thoát khỏi vòng trầm luân khởi chư vong linh. Mô Phật. Quy y Phật bảo quang minh, quy y pháp bảo cao minh rạng ngời, quy y tăng chủng ba đời, quy y như vậy chính nơi hướng về. Chẳng chi đau khổ đau mê, chẳng chi tứ đế bồ đề tự tâm, lần theo bát chánh giác phần, vượt qua khổ nạn mê tân đời này khởi chư phong linh. Mô Phật. Quý y ấy quả cao dày, quý y tối thượng đâu tày mà so, quý y tận khổ vô lo, quý y chánh tuệ vậy đó sang sông khởi chư phong linh. Mô Phật. Hôm nay đủ duyên lành, chư vong linh cửu huyền thất tổ hồi hoài cùng tất cả chư vong linh và các loại cô hồn hướng về ngôi Tam Bảo xin phát nguyện quy y. Vong linh phát nguyện quay về nương tựa Đức Phật, Phật giác ngộ và tỉnh thức vẹn toàn. Vong linh phát nguyện quay về nương tựa chánh pháp, suối nguồn của tình thương và sự hiểu biết. Vong linh quay về nương tựa chư tăng, vong linh quay về nương tựa Tam Bảo sẽ thoát ly khỏi cảnh giới địa ngục. Vong linh quay về nương tựa chánh pháp sẽ thoát ly khỏi cảnh giới ngạ quỷ. Vong linh quay về nương tựa chư tăng sẽ thoát ly khỏi cảnh giới bạc sanh. Cội Bồ Đề Trang Nghiêm Thiện Tịnh Thắng Thiên Na Vạn Xuống Trùng Trùng, con xin hãy đóng đại hục gọi vô biên chi tận cùng thế tham nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồng danh Phật niệm mẫu ứng cung chánh điện chi minh hành đủ đầy tư văn thiện đệ cao đầy Phật thế gian giải trì bảy chân tâm nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà tới nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo tự ân nguyện lời chân tập pháp thành thắng viên nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ quá khứ vô vàn diệu pháp, ở tương lai vô lượng pháp, màu hiện tiền Phật pháp thâm sâu thiện tử phương tiện các cầu độ danh nhất tâm thành lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sống tư thành xa môn thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành đạo quả môn đôi tám chúng đệ tử Phật tương cùng tôn nghiêm cung kính kính lễ một niệm thanh chúng vô thượng phước tiền thế vang nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cần là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tịnh danh nguyện lời dân tập pháp thành thắng viên nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngàn xưa lưu dấu cha lành đạo pháp xa lời kim thân Phật Đà Bồ Đề khắp cõi ta bà nhất tâm kinh lễ hương hoa cung dường nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi giác tường vừa mở dòng cam lô đa tuấn, cô hồn Phật tử khắp mười phương nương vào pháp lực lên đường siêu sanh, lời kinh tiền pháp uy linh giải trừ oan khổ bất bình tiêu tan. Ba phen hương thắp bảo đàn, ba lần triệu tình suối vàng hồn linh, nương theo Tam Bảo phước lành nghe lời vị bậc nương thành về đây. Cam lồ mỹ vị tỏa đầy hưởng ngồi pháp lạc,
chữ vọng linh thoát khỏi thế giới siêu hình đau khổ. Vọng linh và các loại cô hồn giác ngộ Phật pháp xả bỏ mê lầm sanh về thế giới an lành thoát đi đau khổ. Vậy chư vong linh cửu quyền thất tổ họ Trần họ Nguyền có danh sách trong sở cầu siêu. Vong linh các vẻ đỏ, vong linh oán gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp. Vong linh các vị anh hùng liệt sĩ chiến sĩ Trần phong đồng vào tử nạn. Vong linh các loài cô hồn hãy nương vào Vu Lan Thắng Hội. Về đây hãy nương vào thần lực tam bảo, diệu lực chân ngôn hưởng thọ hương hoa cúng dường, nhập tâm niệm Phật đến đường siêu tâm. Nam mô Đà Văn Đề Nhân Ma Nam Đà Tôn Giả. Nam mô Đà Văn Đề Nhân Ma Nam Đà Tôn Giả. Nam mô Đà Văn Đề Nhân Ma Nam Đà Ra Đế Đa Sa Đà Ha Cân Môn Triều Đình. Nam mô Bồ Bồ Đế Thị Đà Thị Đà Thị Đà Ca Na Đà Sa. Nam mô Bồ Bồ Đế Thị Đà Thị Đà Thị Đà Ca Na Đà Ca. Nam mô Bồ Bồ Đế Thị Đà Thị Đà Thị Đà Ca Na Đà Ca. Chân ngôn mở oan kết an tam bờ ga bà bà ba bà. Suối nguồn của tình thương và sự hiểu biết giúp cho cô hồn xóa bỏ hận thù ba nghiệp sâu, cũng vì tâm niệm tham sân si đó thân miệng nghi phạt sinh ra tất cả mọi loại đều sám hối. Cô hồn đã tạo ra nghiệp sâu, cũng vì tâm niệm tham sân si đó thân miệng nghi phạt sinh ra tất biển nào thể nguyện đoàn tự danh pháp môn thể nguyện nào tự danh phật đạo thể nguyện thành chân ngôn diệt tình nghiệp. An bát sa mạc nân đà lành ta bà ha. An bát sa mạc nân đà lành ta tam bồi ra dưới an tam bồi ra tạc bà bàn. An tam bồi ra tạc bà bàn. An tam bồi ra tạc bà bàn. Chân ngôn biên tử nam mô tạc bà ra ta ngã ra bà lô thị đế. An tam bà ta tam bà ta hò. Nam mô văn văn ta mô tà lâm nam. Nam mô Tam Mạn Na Một Tà Lâm Mạn Tông. Nam mô Tam Mạn Na Một Tà Lâm Mạn Tông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Đệ Nhất Xa Lợi Phất Tôn Thà Lo Đủ Bỏ Sám Tham Mau Đoạn Thu Minh Sinh Đạt Thành Quy Tam Bảo Phát Bồ Đề. Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng công đức Bi Đề Cõi Bị Lai Tất Cả Phật Tử Cùng Tiếp Nhận. Thành chú gia sĩ thực âm tịnh cũng khắp mười phương cả mọi loài nguyện đều lo đủ bỏ sám tham mau đoạn thu minh sinh nạp thành quy tam bảo. Minh sinh nạp thành quy tam bảo phát bồ đề. Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng công đức đi về cõi bị lai tất cả cô hồn cùng tiếp nhận. Này các vị phật tử tối nay xin dâng cúng thực âm biến mười phương phật từ đều tiếp nhận nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả tôi, hướng về tất cả mọi loài và chúng tôi được an lạc. Cảnh tôi đều cùng thành Phật tạo này các chúng cô hồn tối nay xin dâng cúng thức ăn biến mười phương cô hồn đều tiếp nhận nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả an mục lực lăng ta và an mục lực
Minh Nam Mô Phật Phật Tăng Tam Bảo Các Đại Chứng Minh Nam Mô Phật Phật Tăng Tam Bảo Các Đại Chứng Minh. Nguyện đem công đức cùng thị cô hồn hồi hướng cầu an cho tín chủ Trần Thiền Kế 75 tuổi, Lê Thị Kim Thanh 75 tuổi ở tại số 758 đường Tiền Biên thành phố Nam Định. Nguyện đem công đức này nguyện xin hồi hướng cầu an cho gia đình tín chủ Trần Phúc Thành, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Trần Nguyễn Thải Sơn, Trần Nguyễn Đức Anh ở tại số 246A 244 Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, đất nước Việt Nam, cùng tất cả Phật tử có mặt trong đạo tràng hôm nay, thân tâm an lạc, mạng vì bình an, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, gia đình được an vui hạnh phúc, Bồ Đề tâm kiên cố, chỉ tu học vẫn bền xa bể khổ quanh, đồng thời nguyện đem công đức này nguyện xin hồi hướng cho vong linh cứu nguyện thật tổ nội ngoại, vong linh Trần Thị Lượng Hiệu Thiên Thị, vong linh Trần Rũ Nhị Trần Thị Bề, vong linh Trần Rũ Dù, vong linh Trần Thị Nhân Trần Hữu Vinh Trần Thị Bề, vong linh Trần Thị Quỳnh, vong linh bà tổ phố họ Nguyệt, vong linh Nguyễn Hữu Thiên, Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thị Nhật, vong linh Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thị Thái, vong linh Các Vẻ Đỏ, vong linh Hoàng Gia Trai, chủ nhiều đời nhiều kiếp, hồi hướng cho vong linh các vị anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, vong linh các loài cô hồn nương vào Vũ Lan Thắng Hồi chịu được siêu độ, phổ nguyện âm siêu dương thổi pháp giới chúng sanh, tình dự cố tình tệ thành Phật Đạo Kinh Vô Ý. Nguyện cầu ý đức Phật bảo, nguyện cầu ý đức Pháp bảo, nguyện cầu ý đức Tăng bảo, tưởng như ý rồi phạm rồi thiên sứ chư tạng giác đại lực, chư đạo giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện đồng trì ý đức cầu phúc lành phát sanh, có mưa thật gió và pháp luân thường chuyên, nhà nhà an thân chúng sanh, ba cõi sáu đường có nhớ tư phẩm bảo tồn, mạng canh nghiệp canh tư cầu ý thân, ba thành phúc quả tỷ thân sơ cầu, nguyện công đức tu trì hồi hướng cả chư thiên bảo tiền thần nổ pháp nhiều ai được thần lực, yeah.
dù có thân thể gương Phật trong con xin nguyện cho mọi người về gần được giác tánh sớm mở lòng Bồ Đề công được lại hướng về các tất cả đệ tử và chúng sanh đều con thành Phật đạo càng chẳng chúng con đã thành tựu viên mãn đã thành tựu viên mãn chúng con cung thỉnh Tam Bảo chúng con cung thỉnh Tam Bảo trở về bản thể chân như thanh tịnh trở về bản thể chân như thanh tịnh con linh và các loại cô hồn nào con linh và các loại cô hồn nào sau khi nghe Phật pháp sau khi nghe Phật pháp đã được siêu độ hãy an trú ở thế giới an lành hãy an trú ở thế giới an lành con linh và các loại cô hồn nào con linh và các loại cô hồn nào chưa được siêu thoát hãy trở về thế giới của chính mình hãy trở về thế giới của chính mình phát khởi tâm từ bi hỷ xả phát khởi tâm từ bi hỷ xả tư duy theo đúng chánh pháp tư duy theo đúng chánh pháp và nhất tâm niệm Phật và nhất tâm niệm Phật đủ duyên lành sẽ được siêu độ đủ duyên lành sẽ được siêu độ nam mô đại hiếu mục kiền liên tôn giả nam mô đại hiếu mục kiền liên tôn giả đại chứng minh tác và chứng minh
hơi chân bước nhẹ em đi lễ chùa làng. Chùa lặng lẽ nghiêm trang, ẩn mình trong khói sương, làn hương theo gió lượn thơm tần lũy tre làng. Thương ngày em mơ màng bước chân lên thềm điện, mọi người cùng thanh kính và theo nhau xếp hàng, ba hồi chuông trống vang, sư ông khai đại lễ giảng sơ qua ý nghĩa của ngày Tết Vu Lan. Em rộng mơ tâm hồn lắng nghe dòng mật ngọt của người đâm ấm rót vào lòng em mơ hồi, hồi hạnh phúc vô bờ với ai đang còn mẹ xót xa rơi giọt lệ những ai không còn mẹ. Mẹ là suối tình thương cho em dòng mật ngon, mẹ là sôi nếp ngọt, mẹ là chuối ba hương, cánh chim non yêu mẹ vật vã trong món mòn, bầu trời đêm thế kỷ sao mà dài mênh mông. Bơ vơ em mất mẹ, hoa tang trắng em cài, đã bao đêm ngậm ngùi bình minh không thấy hết. Thánh thơi chân bước nhẹ em đi lễ chùa làng. Chùa lặng lẽ nghiêm trang, ẩn mình trong khói sương, làn hương theo gió đường thơm tần lũy tre làng. Thương ngày em mơ màng bước chân lên thềm điện, mọi người cùng thanh kính và theo nhau xếp hàng, ba hồi chuông trống vang, sư ông khai đại lễ giảng sơ qua ý nghĩa của ngày Tết Vu Lan. Em rộng mơ tâm hồn lắng nghe dòng mật ngọt của người đâm ấm rót vào lòng em mơ hồi, hồi hạnh phúc vô bờ với ai đang còn mẹ xót xa rơi giọt lệ những ai không còn mẹ. Mẹ là suối tình thương cho em dòng mật ngọt, mẹ là sôi nếp ngọt, mẹ là chuối ba hương, chim non yêu mẹ vật vã trong món mòn, bầu trời đêm thế kỷ sao mà dài mênh mông. Bơ vơ em mất mẹ, hoa tang trắng em cài, đã bao đêm ngậm ngùi bình minh không thấy hết. Bình minh không thấy hé, mẹ ơi ơi mẹ ơi.
thiết cung kính. Nhân tâm kính lễ thập phương tam giới thượng trụ tam bảo. Nhất thiết cung kính. Nhân tâm kính lễ thập phương tam giới thượng trụ tam bảo. Tâm kính lễ thập phương tam giới thượng trụ tam bảo. Giới hương kính hương giữ tuệ hương giải thoát. Giải thoát chi kiến hương quang minh vân đại biến pháp giới. Phổ cung thập phương tam bảo biển. Nhất tâm kính lễ thập phương tam giới thượng trụ tam bảo. Ngã kim phổ bi tứ ân tam hiểu pháp giới chúng sinh đất nguyện đoạn trừ tam chướng quy mệnh sám hối. Chúng đang chi tâm sao hối bằng tinh sở tạo chữ ám nghiệm giải do vô thủy tham sân si tòng thân cầu ý chi sở sinh nhân thiết ngã kim giải sám hối như đi nhân thiết chư nghiệp trường tân giải tiêu diệt tận vô dư niệm niệm chi chủ tam giới quang độ chúng sinh giải bất hoại sám hối phát nguyện di quy mệnh đế quan thế âm bồ tát cập nhật thiết tam bảo. Xa nhiệt pháp giới mong huân chư phật hải hội tân giao văn tỷ sứ lên tường vân thành nhĩ phương ân chư phật hiện toàn thân nam mô hương vân cai bồ tát ma ha tát. Nam mô hương vân cai bồ tát ma ha tát. Nam man đa bồn đa lâm man đồ dô đồ dô địa vi tan ta ha. Nam mô tam man đa bồn đa lâm man đồ dô đồ dô địa vi tan ta ha. Năng tam ba pha phiền nhật lao cái kinh kệ vô thượng thầm thầm đi diệu pháp bách thiên bản được kiến nan ngộ ngã kim kiến văn đắc thủ chi niệm giải như lai chân thực nghĩa. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Ê lại đi ê di ê thất na thất na a ra sâm phật ra xá lợi phật xá phật sâm phật ra xá ra hô đô hô đô ma xá hô đô. Tất di tất di tô 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 hám xa đát na
Mô Ta Bà Giáo Chủ Liệu Ngư Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tam Đại Chứng Minh. Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ Tịnh Độ Lăng Nhân Tứ Thập Bát Nguyện Độ Chúng Sinh. Phật Công Đức Thù Tăng Thành Cổ Biên Thăng Phúc Giải Hồi Hướng Hổ Biên Trầm Ninh Chư Chúng Sinh Tốc Quang Vô Lượng Quang Phật Sai Thập Phương Tam Thế Nhất Thiên Phật Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Tứ Sinh Kỳ Hữu Đồng Đăng Hoa Tạng Nguyện Môn Bát Lan Tam Đồ Cộng Nhập Từ Đuôi Tịnh Hải Nam Mô Sa Bà Thế Giới Tam Giới Đại Sư Tứ Sinh Từ Phụ Nhân Viên Giáo Chủ Thiên Bách Ước Hoa trong
con kính dâng lên mẹ từ bi, lắng nghe lời chúng con phước duyên nguyện cầu lên mẹ. Lạy mẹ Quán Thế Âm Linh Cam Bồ Tát, lạy mẹ Quán Thế Âm Linh Cam Bồ Tát. Dưới bóng mẹ hiền, chúng con chắp tay xen nở từ tâm, xin cứu độ chúng sanh thoát khỏi mê lầm khổ đau.
Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Dưới anh đào vàng hương tỏa ngát, hướng lên đài sen chúng con nhờ tâm một lòng thành kính thiết tha, xin mẹ xót thương. Nguyện bao nghiệp chướng tiêu trừ, nguyện bao oán khiên dứt sạch, pháp giới an vui gian người chân lý từ bi. Nguyện bao nghiệp chướng tiêu trừ, nguyện bao oán khiên dứt sạch, pháp giới an vui gian người chân lý từ bi. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Âm linh cảm Bồ Tát, lạy mẹ Quán Thế Âm linh cảm Bồ Tát, thắp nén hương lòng chúng con kính dâng lên mẹ từ bi, lắng nghe lời chúng con phước duyên nguyện cầu lên mẹ. Lạy mẹ Quán Thế Âm linh cảm Bồ Tát, lạy mẹ Quán Thế Âm linh cảm Bồ Tát. Dưới bóng mẹ hiền chúng con chắp tay sen nở từ tâm, xin cứu độ chúng sanh thoát khỏi mê lầm khổ đau. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Dưới anh đào vàng hương tỏa ngát, hướng lên đài sen chúng con nhờ tâm một lòng thành kính thiết tha, xin mẹ xót thương. Nguyện bao nghiệp chướng tiêu trừ, nguyện bao oán khiên dứt sạch, pháp giới an vui gian người chân lý từ bi. Nguyện bao nghiệp chướng tiêu trừ, nguyện bao oán khiên dứt sạch, pháp giới an vui giang người chân lý.